có khu nhà mới gồm 8 căn không biết là anh chị đã xem qua chưa ha khu này mới khen luôn nha mới tin luôn nếu mà trên thị trường thì gần như là mới nhắc luôn rồi đó à, đang còn đang xây dựng gian dở này chưa hoàn thiện hết một trăm phần trăm đâu tại vì chủ khu này là ông anh của em phương thì ông có gọi điện ngày hôm qua ông khoe thì ông có gửi cái định vị em phương chạy ghé xem thử cái vị trí như thế nào à, kết hợp thì em quay lại một cái video dài để quay chi tiết cái vị trí anh chị mình xem ha à, Cái đường trước nhà của mình em thấy hiện trạng là cán bê tông rồi Và là đường thông nha Thì uh, từ vị trí nhà của mình á uh, Để mà đi ra lại cái đường lộ 824 đi về hướng cầu lớn á Tầm khoảng là hơn trăm mét xíu anh chị uh, Em sẽ quay uh, thực tế luôn nha Đó từ nhà của mình ra trước mặt là đường tỉnh lộ 824 rồi đó anh chị Rất là gần luôn Đường này thì uh, xe du lịch bốn chỗ có thể vào được ha đó, đường cá bê tông rất là sạch luôn. Đây là đường tỉnh lộ 824 rẽ phải là đi về hướng Cầu Lớn này. Đó, từ vị trí này đi về Cầu Lớn hơn cây số xíu thôi. Rất là gần nha anh chị. Vị trí rất là đẹp luôn, cam kết vị trí rất đẹp luôn. Và cái mức giá cũng khá là rẻ, khá là ổn, ổn áp đó. Nó chỉ có hơn 300 triệu một xíu thôi là anh chị có một căn nhà ngay vị trí này rồi. Ở đây thì có 8 căn, trong đó có hai căn mặt tiền là hai căn góc nha. Hai căn mặt tiền thì giá nó cao hơn, nó trên 600 lận. Nhưng mà hôm nay thì em Phương muốn quay chi tiết căn nhà bên trong này, cái nhà nhỏ hơn. À, diện tích của nó thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với cái mặt tiền, cho nên là cái giá nó cũng sẽ à, rất là thấp luôn, chỉ có hơn 300 triệu là anh chị có một căn nhà ở đây rồi ha. À, đường này là đường nhà nước nha và cái đường này cũng đã được cán bê tông cũng như là là đường thông nha anh chị. À, đi đi xuống cuối đường anh chị mình xem này. Là đường thông nha. À, vị trí rất là đẹp luôn đường này thì uh, xe ô tô chạy thoải mái luôn anh chị đó uh, có hai căn uh, góc thì đây là căn thứ hai nha hai căn góc thì là ngang 4 m và sâu 8 m đó hai căn đó thì tại vì nó là vị trí góc cho nên là giá nó sẽ cao hơn nó tới khoảng sáu trăm rưỡi một căn lần giá nó cao nhưng mà anh chị mình tài chính khoảng trên ba trăm ba trăm rưỡi thì uh, có mấy căn bên trong này này nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nếu mà anh chị mình thích một cái vị trí gần gần đường lớn gần ngay chỗ hóc môn cầu lớn để đi về thành phố nó gần thuận tiện á thì trên 300 có khu nhà có khu nhà này nha à, một trên một lầu một trên một lầu diện tích của nó thì thật sự là nó hơi nhỏ anh chị nó có chừa cho mình một cái khoảng sân trước tầm khoảng gần một mét nha anh chị mình về có thể làm thêm cái cổng rào phía trước để nhà mình nó có hai lớp cửa nó an toàn hơn cái mặt tiền đường nhà nước mà mình chỉ có một mình chỉ làm có một lớp cửa thì nó sẽ hơi nguy hiểm đó à, chỉ có một nhà vệ sinh nha chỉ có một nhà vệ sinh thôi đây là gian bếp này Đó, diện tích uh, một căn nhỏ như thế này á, thì là ngang khoảng ba mét rưỡi sâu vào là gần 6 mét chưa được 6 mét nha thì uh, chỉ có hơn 300 mà vị trí ngay đây anh chị thấy em quay cái đường vào á từ đường 824 đi vào trên dưới 100 mét này, là cái uh, cái vị trí rất là gần cho nên là cái mức giá này thì nhà nó không to được đâu anh chị nhà nó không to được đâu cái này thì tầm khoảng ba trăm rưỡi là anh chị mình mua được rồi à, phía trước mình có một cái ban công nha ban công cũng không lớn đâu nó vừa đủ thôi nó vừa đủ để nhà mình nó thông thoáng hơn thôi nó để mà muốn nhà to rộng hơn á thì anh chị mình phải đi xa một xíu chỉ còn ngay vị trí này anh chị mình thấy này đó trước nhà của mình anh chị thấy không nhà sát sát nhau quá trời luôn mà đi ra lại đường 824 gần xỉn gần sơ hồi nãy em phương quay cái đường từ nhà đi ra đường lớn đó cho nên là cái vị trí gần như vậy thì bắt buộc cái diện tích nó phải nhỏ nha chứ chỉ có trên 300 mà à, nhà của mình thì được xây dựng trên đất thổ cư rồi không có lo vấn đề gì à, quy hoạch hay là tranh chấp nha anh chị mình thấy trước nhà có chừa một cái khoảng sân nhỏ nhỏ tầm khoảng gần một mét đó thì đó chính là cái chừa cái lộ giới nha đó cái chừa lộ giới ha À, em sẽ vào bên trong cái căn uh, cái góc để anh chị mình xem luôn. Nếu mà anh chị mình thích uh, cái mẫu nhà lớn hơn thì ở đây có căn góc hai mặt tiền này này. Có hai căn góc nha. Đây là căn cuối, dãy uh, còn cái căn đầu dãy thì uh, đang làm em chưa có vào được. Căn này thì uh, ngang tới 4m thì nó sẽ rộng hơn. Sâu xuống thì uh, nó tầm khoảng 7m, 7m 7m rưỡi đó anh chị. Cái này thì uh, có một trệt một lầu, cửa chính thì người ta khó rồi, em mở không được. Uh, thử mở nhưng mà mở không được tại vì nhà chưa có làm xong đó Đúng ra là khu này là phải đợi làm xong á thì anh chị mình mới thấy được cái nhà nó tương tắt đợi làm xong hết đưa sofa sofa vào làm một cái nhà mẫu để anh chị mình hình hình dung được nhưng mà em Phương tới xem vị trí sẵn thì em có uh, ghi lại một cái video để anh chị mình xem nếu mà anh chị mình uh, đang cần tìm nhà hướng cầu lớn nha hướng đi về cầu lớn môn ha